Và hôm qua, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận ra quân tại SEA Games 32. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier phải tập dưới điều kiện thời tiết nắng nóng lên tới gần 40 độ C. Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn cho các cầu thủ tập trung rèn đấu pháp với những đòi hỏi cao về chuyên môn. Trả lời truyền thông bên lề buổi tập, Nguyễn Đức Phú cho biết toàn đội đang có sự thích nghi tốt với điều kiện sinh hoạt và tập luyện tại Campuchia. Tiền vệ này và các đồng đội đều đang nỗ lực để lọt vào danh sách chính thức tham dự giải. U22 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ U22 Lào, cho rằng đây là đội bóng mạnh, cần phải có sự thận trọng trong trận ra quân. Trận mở màn giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 4 tới.